Rồi. What the shit? Ui, 2000 máu. Mày đấy. Biết hero chưa? Ui, ôi dồi, sao này? À, chạy à? Dí người ta xong chạy. Chào các bạn, mình là Linh đây. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng mình quyết định là mình đã chấp nhận thử thách đi săn zombie mà không cần huyết thanh các bạn. Hoặc là đơn giản là mình hết mẹ vàng để mua huyết thanh rồi, cho nên là hôm nay cô ui đồng thế. Ui cứu con lại thằng kia, nó ăn hết kill luôn kìa. Để hôm qua xem phim với anh em một cười vãi lìn, kiểu xem cái méo gì anh em có thể tưởng tượng ra truy kích được ấy. Đùa, giỏi thật sự. Một tối nay ngồi xem tiếp anh em nhé. Ui đều. Holy shit. Thì nó kinh quá. Nào. Vũ khí này thì mình nhớ là Zari hay cũng khá là hay cầm. Sổ về đi luôn. Đứa này. Sai. Không hổ cầm bao năm luyện snap. Được thế em ơi. Mấy giờ sao nhưng mà con này có nỏ hư nhưng thế hôm nay mình quyết định là đổi bài. Đấy, cầm vào sleep. Hạng A 2 máu à, bắn đau thật chứ. Rồi. Né đi đâu được. Cầm sleep vào đây là địch của chóp luôn. Ta bị đâu. Ui, bắn sướng nhở. Nó thò đúng cái người nhỏ nhỏ ra này à. Trốn rồi. Hai viên đi luôn ạ. Bắn sướng quá em. Này nhiều hôm on stream luyện là snap hay nào, hôm nay bắn tự tin hẳn luôn. Ok. Toàn sáng nữ này. Này. Cách chị sáng nữ duy nhất là cái tự nhiên anh em cầm sniff ra mà vả vào đầu cho nó. Shit. Ui, đông tốt lắm. Đây rồi. Ok. Đấy, xong một cái lỗi nữa là nhiều khi anh em snap xong trúng máu me búng bét rồi nhưng mà nó sẽ không bị trừ máu đâu. Game thế đấy. Chạy. Ui, bắn sướng nhở. Mà sao ngày xưa Zari hay cầm đi anh em ạ. Snap êm, nó đầm tay lắm. Nó không được nhanh, nó không được snap nhanh lắm thôi. Trời ơi kìa. Bắn này nó phải là mãn đôi nhãn không. Em không biết vì sao nên mình cầm snap không. Chẳng qua là mình mèo có huyết thanh kìa. Đấy. Coi như là thực hiện thử thách. Cứ 24 giờ không cầm huyết thanh nữa. Nhưng mà cầm sniff thì thoải mái lắm. Chúc các bạn đấy đấy. Hello các người anh em. Thôi không đổi súng em ơi. Súng này. Súng tủ em ơi. Ui, bắn bình thường là 2000. Mà bắn cái con ký chủ có 1000 mấy nhỉ. Nó giảm ra đàn đám kinh nhờ. 15 viên cơ mà. Cơ bắn viên là nhảy luôn mà. Ghê thật. Đứng đây là cố thủ. Này xạ nữ với chúng tôi. Ra đây. Nhú cái đầu đây thật này. Né đi đâu. À nó dính bắt đầu. Nó dính bắn xít đấy. Holy shit luôn kìa. Ôi một điều bây giờ. Chứ lâu lắm rồi mình chưa làm được khi mà chơi chế độ zombie. Ui né đi. Đấy rồi, hero đấy rồi. Yes. Finally. Chúng ta cũng có con hero hoàng kim 4 sao. Hay quá. Đúng rồi, đi vào đây, ở hết vào đây, về hết vào đây. Hai anh chị em mình làm hết. Ok, hero rồi.
Đúng rồi, mẹ. Hai con hero 4 sao đi với nhau thì nó còn là thế lực mẹ luôn. Ờ, đuổi đi. Mai hôm nay mình hèn, mà hôm mình cần đi săn đi. Nhưng mà thôi anh em ạ. Snap thì đứng một chỗ cố thủ là được rồi. Mẹ biết là Snap không vào mắt khán giả nữa là... coi như là vẫn được công nhận đúng không? Ôi chúa quỷ. Xô ôi xin cái mạng của chú quỷ nha, được sao nào? 444 điểm mẹ. Sao cái con số này là tâm linh thế? Cái này nó bò lên được này, mẹ Xuân Diệu. Xuân Diệu giờ không biết văn nữa các bạn, giờ chuyển sang đi là bò tường truy kích cơ. Di chuyển hay. Shit. Ui mình có 3 máu này. Từ em mình có cái trò này hay cực. Nó đuổi mình đúng không? Ui. Mẹ nó không cho mình tự tử nữa. Một viên chết luôn kìa. Một viên 3000 máu ạ. Vãi nhái thật. Ui. Ui đam to thế. Ôi, một viên một hơn 3000 máu. Đấy mà không vào đầu nhá, vào đầu chắc 4-5000 máu. 2k1 này. Run. Đây rồi. Lại hero rồi. Ngon quá. Ui, một phát bắt đầu rồi. Xả nước vào đây. Xả nước vào đấy. Này đứng một chỗ luôn này. Đứng một chỗ đấm luôn. Giác thật. Ôi, bớt vào đây. Mình đứng trước cái này. Đây là sàn đấu sinh tử. Chỉ đứng một chỗ thôi. Ôi, mẹ kinh vãi đi. Ui phía sau mình là gió hết đấy các bạn, 4-5 thằng liền. Phải cả liền thật. Ui, không mê tín nhá. Thế méo nó 1-2 con thì mình có thể hiểu, nhưng mà đến 4-5 con liền thì chạy. Răng. Ui VT Bunny này, Bunny kinh lắm. Ai thật, quả hóa zombie ghê thật. Ui, nhưng mà lực ATK bây giờ cao lắm này. Một con này. Đấy, mày nó phát hiện đây rồi.